Ok, hello xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo ở Daisy. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tiên nghịch tầng 119. Vương Lâm đang trải qua một trạng thái thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần khi mà linh lực xung nhập vào trong cơ thể, giúp nguyên thần của hắn dần lớn mạnh và rõ ràng hơn. Hắn hiểu rằng khi mà nguyên thần hoàn toàn ngưng thật, nó sẽ hợp nhất với cơ thể, giúp hắn đạt được cảnh giới anh biến. Tuy nhiên quá trình này cần thời gian. Bên ngoài động phủ, Độn Thiên đang điều khiển hồn phiên để thu thập hồn phách từ Tôn Hồn Phiên. Hắn vừa bắt được hồn phách thứ 19, mặc dù chỉ là một hồn phách ở cảnh giới hóa thần, chưa đạt đến anh biến mà hắn mong muốn. Đột nhiên một hồn phách tử kim mạnh mẽ xuất hiện và bay thẳng vào động phủ, vượt qua hộ sơn đại trận mà Độn Thiên đã khống chế. Độn Thiên nhanh chóng di chuyển để chặn đứng hồn phách này, thế nhưng nó lẩn tránh và tiếp tục bay về phía động phủ. Độn Thiên sử dụng một cơn lốc xoáy mạnh mẽ để hút hồn phách vào hồn phiên. Tuy nhiên ngay lúc đó một sự kiện lớn xảy ra, hộ sơn đại trận của Luyện Hồn Tông bị phá hủy bởi một luồng khí tức mạnh mẽ. Ba ngọn núi của tông môn rung chuyển dữ dội và những vết nứt lớn xuất hiện ở trên thân núi, khiến các đệ tử vô cùng hoảng loạn. Ở trên bầu trời, một thân ảnh mặc hồng bào tỏa ra khí thế hùng mạnh như là lửa đỏ xuất hiện. Người này chính là Chu Tức Tử, một bậc đại thần thông thuộc cảnh giới Vấn Đỉnh hậu kỳ. Sự xuất hiện của Chu Tức Tử khiến trời đất biến sắc, toàn bộ ánh sáng như là tập trung vào chiếc áo đỏ của ông ta, tạo nên một khí thế uy nghiêm. Mặc dù không cảm nhận được linh lực hay là tiên lực từ ông, thế nhưng mà Chu Tức Tử vẫn khiến cả những tu sĩ Vấn Đỉnh sơ kỳ phải bỏ chạy, và thậm chí những lão quái vật ở cảnh giới Vấn Đỉnh trung kỳ cũng không thể nào chống lại khí thế của ông. Độn Thiên nhận ra sự xuất hiện của Chu Tức Tử, người đứng đầu Chu Tức Tinh, và hiểu rằng mình không thể nào tiếp tục hành động. Hắn nhanh chóng thu hồn phách vào hồn phiên và chuẩn bị đối phó với vị tu sĩ hùng mạnh này. Chu Tức Tử đến để mượn thập ức tôn hồn phiên từ Luyện Hồn Tông theo một thỏa thuận đã được lập ra từ đời đại nhất của Chu Tức Tử và thủy tổ Luyện Hồn Tông. Tuy nhiên Độn Thiên từ chối và cáo buộc Chu Tức Tử muốn cướp, đồng thời thách thức Chu Tức Tử đối đầu trực tiếp. Chu Tức Tử vẫn bình thản nhắc lại lời thỏa thuận và tuyên bố rằng ông chỉ đến để mượn phiên trong vạn năm. Khi mà Độn Thiên không chấp nhận và kích hoạt toàn bộ sức mạnh của thập ức tôn hồn phiên, triệu tập 10 triệu hồn phách và 35 chủ hồn, Chu Tức Tử phản ứng bằng cách sử dụng một chiếc lông chim đỏ phát ra Chu Tức Thánh Hỏa. Ngọn lửa thánh không thể ngăn cản bao trùm toàn bộ khu vực. Dù Chu Tức Thánh Hỏa vô cùng mạnh mẽ, Độn Thiên vẫn tìm cách chống lại. Hắn sử dụng 3 mảnh ngọc giản cổ để bảo vệ mình, đồng thời điều khiển các chủ hồn ngưng tụ trở lại. Nhận ra nguy cơ, Chu Tức Tử quyết định ra tay mạnh mẽ hơn. Thế nhưng mà Độn Thiên đã thi triển thuật hồn độn, một phương pháp đặc biệt giúp chủ hồn thoát khỏi Chu Tức Thánh Hỏa và xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Chu Tức Tử tỏ ra ngạc nhiên trước khả năng này, thế nhưng mà Độn Thiên vẫn tiếp tục phản kháng quyết liệt, không chịu khuất phục trước sức mạnh hùng cường của vị tu sĩ hàng đầu Chu Tức Tinh. Cuộc chiến giữa Độn Thiên và Chu Tức Tử đã đạt đến cao trào khi mà cả hai phô diễn những tuyệt chiêu mạnh mẽ nhất của chính mình. Độn Thiên mặc dù tuổi thọ chỉ còn lại 1 năm, đã không ngần ngại hy sinh bản thân để kích hoạt đại dung hợp thuật của hồn phiên, tạo ra một hồn phách Vấn Đỉnh hậu kỳ, sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Hồn phách này nhanh chóng áp đảo trận địa, đẩy lui ngọn lửa của Chu Tức Tử và dồn ép ông ta vào thế khó. Chu Tức Tử nhận thức rõ nguy cơ khi mà đối đầu với một kẻ địch mạnh mẽ như vậy, đã buộc phải sử dụng Chu Tức Kiếm, một tiên bảo vô cùng hiếm có và mạnh mẽ. Tuy nhiên ngay cả khi kích hoạt tiên lực khổng lồ của thanh kiếm, Chu Tức Tử vẫn gặp khó khăn khi mà phải đối mặt với sức mạnh đáng sợ của hồn phách do Độn Thiên tạo ra. Đối phương liên tiếp biến hóa, hóa thân thành mây và tạo ra nhiều thanh phi kiếm tiên lực tấn công dồn dập Chu Tức Tử. Tình hình càng căng thẳng khi mà Chu Tức Tử phải triệu hồi ra Chu Tức Huyền Ấn, một thần thông do tu chân liên minh ban tặng để tự bảo vệ và tránh bị tổn thương. Tuy không bị thương thế nhưng mà sắc mặt của Chu Tức Tử trở nên tái nhợt, chứng tỏ sự hao tổn lớn sau khi mà sử dụng tuyệt kỹ này. Độn Thiên nhận thấy sự chật vật của Chu Tức Tử, không bỏ lỡ cơ hội mỉa mai và khiêu khích, nhấn mạnh rằng Chu Tức Tử đang lo sợ bị thương vì phải đối đầu với tiên sĩ tộc trong cuộc chiến sắp tới. Điều này khiến Chu Tức Tử càng thêm giận dữ, thế nhưng mà ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và thuyết phục Độn Thiên giao ra thập ức tôn hồn phiên, hứa hẹn sẽ ban thưởng cho Luyện Hồn Tông quyền lực lớn hơn nếu Độn Thiên chịu nhượng bộ. Tuy nhiên Độn Thiên không hề lung lay, thậm chí ông còn cảnh báo rằng nếu bị dồn ép, ông sẽ triệu hồi đệ tứ chủ hồn, một thực thể vô cùng nguy hiểm và đáng sợ bên trong thập ức tôn hồn phiên. Điều này khiến Chu Tức Tử khựng lại, thế nhưng mà trong lòng của ông thật ra lại mừng thầm, vì mục tiêu thực sự của ông khi mà đến đây chỉ là đối phó với đệ tứ chủ hồn, một thứ mà các đời Chu Tức Tử đang nghiên cứu và tìm cách loại bỏ. Cuộc chiến đang ở trong tình thế gay cấn nhất, khi mà cả hai bên đều giữ lại những chiêu bài mạnh nhất của mình, và Độn Thiên sẵn sàng đánh cược tất cả để bảo vệ tôn nghiêm và tài sản của Luyện Hồn Tông. Câu hỏi lúc này chính là liệu Chu Tức Tử sẽ lựa chọn tiếp tục chiến đấu hay là sẽ lùi bước trước sức mạnh khủng khiếp của đệ tứ chủ hồn. Cả không gian xung quanh dường như căng thẳng đến mức cực độ khi mà đệ tứ hồn xuất hiện từ tôn hồn phiên. Đệ tứ hồn một chiếc kim tử kim nhỏ bé, thế nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng, có thể xuyên thủng mọi thứ và gây tổn thương đến nguyên thần của bất kỳ ai dám đối đầu. Đây không phải là một vũ khí thông thường, mà là một cấm chế đòi hỏi tuổi thọ của người thi triển làm tế phẩm để kích hoạt, khiến Độn Thiên không có lựa chọn nào khác ngoài việc hy sinh một chút tuổi thọ cuối cùng của chính mình. Sự sắc bén và tốc độ khủng khiếp của tử kim châm ngay lập tức tạo ra mối nguy hiểm lớn cho Chu Tức Tử. Mặc dù đã dùng Chu Tức Kiếm để phòng thủ, thế nhưng mà thành
thanh kiếm này vẫn bị xuyên thủng một cách dễ dàng. Điều này khiến chủ tức tử nhận ra rằng nếu trong tay một kẻ có tu vi cao hơn, đại tứ hồn này sẽ trở nên vô cùng khó kiểm soát và thậm chí có thể đe dọa tính mạng của hắn. Dù vậy, chủ tức tử vẫn giữ bình tĩnh. Những lời hắn nói không chỉ là để tự trấn an mà còn nhằm đánh lạc hướng Độn Thiên. Hắn biết rằng nếu Độn Thiên hoàn toàn làm chủ được đại tứ hồn, với tốc độ nhanh hơn và sức mạnh hoàn thiện hơn, hắn sẽ buộc phải rút lui. Thế nhưng mà hiện tại tốc độ của Tử Kim Châm vẫn chưa đủ nhanh và điều đó cho phép chủ tức tử có cơ hội để đối phó. Điều khiến chủ tức tử vượt trội không chỉ là sức mạnh mà còn là trí tuệ. Trong khi Độn Thiên đang tận dụng mọi thứ để tấn công, chủ tức tử đã sẵn có một kế hoạch bí mật nhằm thu phục đại tứ hồn này. Qua nhiều đời chủ tức tử, các thế hệ trước đang nghiên cứu kỹ lưỡng về cách đối phó và thu phục đại tứ hồn. Chính điều này mang lại cho hắn sự tự tin trong cuộc đối đầu. Chu Tức Tử hiểu rằng nếu để đại tứ hồn hấp thụ thêm nhiều hồn phách từ Tôn Hồn Phiên, sức mạnh của nó sẽ tăng lên gấp bội. Thế nhưng mà hiện tại đại tứ hồn vẫn chưa đạt đến trạng thái mạnh nhất, và đó chỉ là cơ hội để hắn hành động nếu Độn Thiên không nhận ra điều này. Dù Độn Thiên có thể tạm thời nắm giữ quyền kiểm soát đại tứ hồn, thế nhưng mà Chu Tức Tử với tâm trí tinh quái và sự kiên nhẫn của chính mình đã âm thầm tính toán theo một trận chiến dài hơn. Thời gian không đứng về phía Độn Thiên và Chu Tức Tử biết điều này rõ hơn ai hết. Tình hình căng thẳng đến đỉnh điểm khi mà Độn Thiên điều khiển đại tứ hồn và khiến vô số hồn phách bị nuốt chửng một cách tàn bạo. Những điểm sáng từ kim lóe lên, từng hồn phách biến mất ngay lập tức, tạo nên cảnh tượng đáng sợ. Độn Thiên đã phải chịu tổn thất lớn khi mà mất 10 triệu hồn phách và 10 anh biến chủ hồn. Thế nhưng mà tình thế đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn khi mà đại tứ hồn trở nên ngày càng mạnh mẽ. Chu Tức Tử vốn kiên nhẫn và đầy mưu mô, nhận thấy thời cơ chưa đến để hoàn toàn thu phục đại tứ hồn. Mặc dù hắn đã dự định chờ cho đại tứ hồn hấp thụ hết hồn phách để gia tăng sức mạnh, thế nhưng mà Độn Thiên đã ra lệnh dừng lại quá sớm, phá vỡ kế hoạch của Chu Tức Tử. Bất chấp việc lùi lại để né tránh, Chu Tức Tử vẫn phải chịu những vết thương nhỏ do đại tứ hồn gây ra, càng khiến hắn mất sức và khó giữ được thế cân bằng trong trận đấu. Chu Tức Tử với sự nhanh nhạy và quyết đoán lập tức tung ra một nước cờ khác. Hắn sử dụng chiếc hồ lô màu đỏ, tạo ra một ngọn lửa trắng nóng bỏng để thử nghiệm luyện hóa đại tứ hồn. Lửa hỏa hồ tiên bảo từ hồ lô tỏa ra một vùng biển lửa khổng lồ bao quanh đại tứ hồn và cố gắng đốt cháy nó. Dù đại tứ hồn bắt đầu chịu tác động, thế nhưng mà nó vẫn giữ nguyên sức mạnh sắc bén vốn có, tạo ra cơn gió xoáy đẩy lùi biển lửa. Tình thế đảo ngược khi mà Độn Thiên cố gắng kêu gọi đại tứ hồn ẩn mình và phóng tới Chu Tức Tử. Tuy nhiên đó chính là cơ hội mà Chu Tức Tử chờ đợi. Hắn nhanh chóng sử dụng một pháp bảo bí mật khác, chỉ là một nắm bùn đen, bằng cách hiến tế gần hết tuổi thọ còn lại của chính mình. Lúc này Chu Tức Tử đã kích hoạt tu tinh tri tâm, một kỹ thuật cực kỳ là hiếm có, giúp hắn tạm dừng thời gian trong nháy mắt. Trong khoảng khắc này, đại tứ hồn lộ diện và Chu Tức Tử không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng thu phục nó. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thì nói ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.